Điều mà đang chờ đợi bạn ở phía trước á, mình thấy là các bạn còn phải dùng màu cam với lại màu vàng nha, để kích hoạt hai lông xa vùng bụng dưới nha. Các bạn sẽ có những cái kế hoạch riêng cho bản thân mình, tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Thấy bạn có số bạn hôm nay sẽ thành công thôi, các bạn sẽ mở rộng tâm trí của mình ra, mở rộng cái địa lý của mình, cái dùng địa lý của mình, bạn sẽ có những cái chuyến đi hành trình du lịch hả, những chuyến đi gặp gỡ bạn bè xung quanh nha. Và bạn sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn nếu như mà bạn từng trong quan hệ độc hại, twin flame hay là soulmate hay bất kỳ quan hệ nào, bạn cảm thấy giác là được không bị không không được tôn trọng. Thứ nhất, cái thứ hai là bạn cảm giác là không còn là chính mình. Cái thứ ba là bạn bị từng bị tổn thương á, thì bạn biết yêu bản thân mình nhiều hơn, lo sức khỏe mình nhiều hơn. Một số bạn trong này thì lập chung với đề tài chính khá nhiều, nên ra các bạn sẽ bị mệt mỏi, sẽ chết bất an, lo lắng rất nhiều luôn. Mình thấy các bạn có xu hướng là tập trung bản thân mình để cuộc sống mình chất lượng hơn, phải chất lượng hơn, phải đẳng cấp hơn. Thành ra là những cái từ ngữ đó nó luôn luôn lẩn quẩn trong đầu các bạn, là vô tình cái áp lực cho các bạn nha. Và sức khỏe này mình thông báo với các bạn biết là sức khỏe của các bạn ở đây, các bạn đau lưng dưới nè, một số bạn đau mắt nè, đau dùng mắt, mỏi mắt, một số bạn bị đau dạ dày, kẹt luôn số 3 mà nha, đau dạ dày, bao tử luôn, một số bạn bị ảnh hưởng tới răng, nhức đầu nè, nhức răng nè. Rồi lời khuyên từ vũ trụ đến các bạn là gì? Lời khuyên chính là thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn gì và không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được điều đó. Tôi không nghĩ là tôi nên quên quá khứ, bởi vì quá khứ cũng là một phần của cuộc đời tôi, nhưng tôi có thể học từ quá khứ, chấp nhận quá khứ và bước đi tiếp. Nghĩa là bạn đừng có chống chạy quá khứ. Quá khứ là những cái giá phải trả để mà bạn thành công hơn nè, kinh nghiệm hơn, bạn giỏi giang hơn sau này. Nên ra là thay vì quá tập trung vào sợ những cái nỗi buồn, bạn phải né tránh nó, sợ hãi nó, bạn tẩy chay nó, thì bạn sống chung với nó thôi ha. Cố gắng dung hòa với nó và bạn thấu hiểu cảm xúc của mình hơn, thấu hiểu những cái vết thương của mình, mình còn phải chữa lành ở đâu, mình phải xuất thuốc chỗ nào nha. Nhưng mà vết thương rồi chảy máu ra, nó còn phải, nó bị nhiễm trùng rồi bạn. Nếu mà để lâu dài không chăm sóc, mình bỏ bê, bạn né tránh nó, càng né nó thì càng cái vết thương càng lở ra. Hay ra là yêu cầu là vũ trụ nhắc nhở các bạn là cần phải chữa lành bản thân mình á. Rồi, bạn sẽ không thể mạnh mẽ nếu bạn chưa từng bị tổn thương. Bạn sẽ không học hỏi được gì nếu bạn không phạm sai lầm. Thành ra là cái câu này rất hay nha. Còn phạm sai lầm để mà học hỏi kinh nghiệm mà ha, vẫn là như thế nha. Thì có lời khuyên vũ trụ dành cho bạn ở đây ha.